tàu SE6 đang trên đường đưa quý khách về ga Biển Tên. Quý khách đã xuống ga Biển Tên cần kiểm tra lại hành lý tư trang của mình mang theo cho thật đầy đủ, tránh bỏ quên và chậm đánh cả trên tàu. Theo quy định đoàn tàu về ga tạm dừng 3 phút để đón tiếp quý khách lên xuống tàu, sau đó tiếp tục chuyển bánh ngay. Quý khách cần có việc gì cần thiết không xuống tàu tránh nhớ tàu. Hôm nay dùng lợn của Thanh Hóa đó. Gà cù Thanh Hóa. Chưa, con mà hay con thêm gà ganh nha mình. Gà này tôi định gà ganh. À, con hả? À, là khoảng 7 đứa.